chuột này nhá. Một chú chuột rất to này. Và hãy cùng mình tò mò cho bức tranh này. Chú chuột này thì mình sẽ tô màu tím nhá. Thank you.
trên YouTube của mình nha. Hôm nay mình đã chuẩn bị một bức tranh một cô bé rất là xinh xắn các bạn ạ. Và bức tranh về chú chuột này đã được mình hoàn thành với rất nhiều màu sắc khác nhau ở trong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video của tôi vào trong bức tranh này của mình. Hãy đăng ký kênh để có thể theo dõi những video tiếp theo trên YouTube của mình.